Mèo 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 mèo, con mèo ngu ngốc đáng yêu cute phô mai que. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sao nhìn mặt con ngáo vậy Cam? Trời ơi trời, chào cô chú đi Cam. Hello mấy cưng. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh parody nè các bạn ơi. Đó. Tại vì sao mình lại nói là parody? Bởi vì hôm nay mình sẽ reaction video parody gọi là Đường Quyền Tình Yêu của Hero Team mới ra mắt ngày hôm qua nha các bạn nha. Còn bây giờ thì thôi cho Cam ra chỗ khác đi. Cam nó ngáo ngờ quá. Chưa chào mấy bạn mà Cam không chào gì hết trơn á. Cam này kỳ ghê. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ reaction cái video Đường Quyền Tình Yêu parody của Hero Team bọn mình nha bạn nha. Thì bạn nào chưa xem cái parody này á, đừng quên hãy qua bên kênh của anh Mr. Dịch để xem nha bạn nha. Và trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nữa nha các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau xem thôi, không nói nhiều nữa. Ok, let's go. Thì đây là một cái cảnh mà gọi là bốn bạn nam của Hero Team đang về quê để câu cá bạn ạ. Đi du lịch đó bạn, đó về quê để đi du lịch đó. Rồi mấy bạn nữ xuất hiện rồi nè. Bây giờ mình với mấy bạn sẽ cùng nhau gọi là xem hết cái video này, sau đó mình sẽ reaction từng phần cho các bạn xem nha. Ok. Đêm qua anh luôn được mơ thấy em, một bông hoa xinh đẹp trong nắng vàng. Lòng thầm mong sau này ta sẽ sánh đôi, chỉ cần em bên đời anh sẽ thấy vui. Khi em nói câu xin chào là khi trái tim tôi buồn, mang bao nhớ thương trong lòng giờ này. Ôi mình thề với bạn, cái cảnh này là một cái cảnh mà gọi là có thể nói rằng là Simmy gọi là quay cái kiểu cực kỳ dễ thương đó bạn. Các bạn coi nè, đây từ đâu ta, đây quay cái cảnh vuốt tóc đây nè, nhìn Sim cực kỳ dễ thương luôn bạn ơi. Chết rồi, mình khen Sim có khi nào Sam nghe được Sam giết mình không ta? Cái này mình chỉ khen chứ khen trong MV thôi mà, chứ mình đâu có làm gì, mình đâu có nói gì quá đáng đâu đúng không? Người tỏ tình đã nói những em ngỡ như nhìn mây trời. Thì nói cho những bạn nào mà không hiểu cảnh này á, thì cái cảnh này là như thế này, là Kairon gọi là nắm tay Simmy kéo chạy đi, thì quay đằng sau thì lại nắm tay nhầm gọi là cha của Simmy đó. Thì đây là anh Đạt Ca nha các bạn nha, anh Đạt Ca đang đóng vai là cha của Simmy nè, Sammy nè, Timmy với lại là Camui đó. Nói chung là anh này ảnh đang đóng vai là cha của gọi là bố mẹ nữ của Hero Team đó. Từ giờ anh có bông hoa bé xinh bên đời anh, I love you so. Mình thề với bạn luôn, cái đoạn này mình xem á mình rất là mắc cười anh Dịch với lại Timmy luôn. Mày biết sao không? Bởi vì nhìn anh Dịch anh ổng kiểu cứ hài hài thế nào á, còn nhìn Timmy nhìn nó cọc ghê luôn bạn. Ông Dịch đó thì ổng kiểu ngồi khép nép vậy nè, còn Timmy thì kiểu như nè sao muốn gì. Nhìn nó bựa gì đâu luôn trời. Nhìn mặt ông Dịch hài vậy. Đó, yêu nhau rồi, thấy chưa, yêu nhau rồi, thích nhau rồi. Rồi ông bố phát hiện rồi. Wow. Không thảo bậy. Cha mẹ của anh thường hay dạy, nếu dám yêu thì con phải dám nói, nên anh tỏ tình ngay và luôn, kiểu sau này một mình anh sám hối. Yêu anh đi anh chắc là không sai, chuyện tình mình. Mấy bạn nhìn mặt Timmy, mấy bạn thấy bữa mấy bạn, đây mình cho bạn xem cái đoạn này. Anh chắc là không sai. Mấy bạn hãy chụp lại bức ảnh này và đăng lên trên nhóm Hero Team nha các bạn nha. Trời ơi nhìn mặt Timmy nhìn đúng hài luôn các bạn. Nhìn bữa quá thôi. Tình mình sẽ có 102 nhưng
trời ơi, gái đẹp. What the hell? Ôi trời, ông Rôm đóng vai con gái bạn ơi. Trời ơi, nổi hết da gà luôn. Trời ơi là trời. Mình giờ mình nhắc lại mình còn nổi da gà nữa bạn, bạn biết sao không? Hôm đó ông Rô ông đóng vai là gọi là con gái bạn ơi. Trời ơi, nhìn ổng trong video nhìn còn xinh xinh nha, chứ ngoài đời nhìn ghê lắm mấy bạn ơi. Trời ơi, mà thấy bạn nổi hết da gà luôn. Nhắc lại còn nổi da gà đây. Trời ơi là trời, ghê vậy. Nhưng dù có chờ tên này vẫn không phải. Trong video thì nhìn rất là xinh nha. Em không trả lời anh em ngó lơ. À, ca mùi mê trai ấy bạn ơi, ca mùi vừa thấy siro cái là mặt vui liền rồi, thấy không? Ôi rồi, trời mê trai rồi. À, đúng ha, bả là con gái, bả không mê trai, chẳng lẽ bả mê gái ta? Ừ, mình lại sai thai rồi. Sao mà em không quan tâm đến anh, đành ôm bao mộng mơ anh tương tư thế thôi. Khi em nói câu xin chào là khi trái tim tôi buồn. Rồi, bị ông cha phát hiện rồi bạn ơi. Mình thề với bạn luôn. Cái đoạn này á, này bạn xem nè, từ từ để cho bạn xem này. Đó. Các bạn hãy nhìn cái mặt của ông Rô đi. Đây là lý do vì sao mà mình bảo là nhìn thấy ghê các bạn. Mình nói thiệt các bạn, ông đội tóc giả lên nhìn còn đỡ đỡ nha. Rớt cái tóc giả nhìn cái mặt ông nhìn đúng ghê luôn vậy. Nhìn bữa vậy. Chờ nhau nhé đôi tay cầm tay trên lối về. Tình là tình anh đó nay anh chỉ thương cô mình. Cái tướng chạy nhìn bữa. Một buổi chiều yên gió nay anh khẽ hôn bờ môi mẹ. Ôi, đến cảnh của mình với Sammy rồi nè. Mấy bạn khi mà xem cái video này, mấy bạn có thấy ngay cái đoạn này nó có cái chỗ nào mà nó gọi là vô lý không bạn? Mình thấy cái đoạn này vô lý phải nồi, mấy bạn biết tại sao không? Tại vì người ta giặt đồ á, người ta phải lấy nước sạch để giặt đúng không? Nhưng mà ở đây không có nước sạch, cho nên bọn mình phải dùng nước ao để giặt đồ bạn ơi. Mà tất nhiên rồi, nước ao rất là bẩn luôn. Mà dùng nước ao để giặt đồ cho bộ đồ nó bẩn hơn hay gì trời. Bữa vậy. À, cứ bữa quay. Vô lý vãi. Trời ơi trời. Nhớ thương em nhiều thêm. Lời tỏ tình đã nói nhưng em ngó nghiêng nhìn mây trời. Lòng bồi hồi giây phút khi đôi mắt em đang nhìn anh. Đó, Phong, Phong đã xuất hiện rồi các bạn ạ. Và rồi người nơi có con tim bỗng dưng được phản lời. Kể từ giờ anh có bông hoa bé xinh. Uầy, mình thề với các bạn luôn nha. Cái nước ở dưới cái hồ nè các bạn. Nước ở dưới cái hồ này á, mình chắc là nó cũng kiểu sao nước để nuôi vịt đấy bạn, cho nên là nó rất là bẩn luôn. Mình thề bạn nha, mình với Sammy nhúng cái chân xuống dưới cái hồ này sống nha, sống đầu kéo chân lên, trời ơi cái chân nó nổi ghẻ luôn bạn ơi. Trời ơi nó ngứa gì đâu luôn trời, nó nổi với cái hộp đỏ 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 mà nó ngứa. Trời ơi trời, thề luôn á, ngứa ghê luôn. Mình nói thiệt, bạn nào mà gọi là ra mấy cái chỗ này, mấy bạn thử nhúng cái bàn tay bạn xuống thôi, là kéo lên cái là bàn tay mấy bạn là nó nổi hộp 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 đỏ 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 luôn trời, ngứa lắm mấy bạn ạ. À. Phong đang gọi là lắc lư lắc lư. Rồi xong, ông ba xuất hiện. Mình nói thiệt các bạn, cái đoạn này á là diễn chỉ có một lần duy nhất thôi. Có nhiều bạn xem cái đoạn này, các bạn kêu là anh Phong gọi là té không hề giả chân chút nào. Trời ơi trời, mình thề các bạn luôn. Tại vì là mình chỉ được té một lần duy nhất thôi. Với lại mình là YouTuber mà, chứ mình đâu phải là diễn viên đâu mà mình té thật được đúng không? Các bạn coi nè, cái đoạn này nè. Đó. Mình té như vậy mà các bạn kêu mình té giả chân. Giả chân chỗ nào? Mình đâu phải là diễn viên chuyên nghiệp đâu. Té vậy là được lắm rồi, đúng không Cam? Té vậy đẹp lắm rồi đúng không? Đẹp đúng không? Nè coi nè, Cam Cam coi coi đẹp không nha. Đó, đẹp không? Đẹp không? Đẹp ha? Đẹp ha? Rồi, thôi đi đi, đi đi, tí nữa cho ăn pate. Mệt quá. Ok. À quên nữa, còn cái này nữa các bạn. Các bạn xem đây. Nè các bạn xem nè, đó. Từ từ, từ để tí. Mấy bạn để ý trong cái này nó có gì vô lý thứ hai không? Trong cái video này có rất nhiều đoạn vô lý các bạn ạ, các bạn hãy xem đây. Các bạn hãy xem đây, các bạn hãy để ý mặt của Sammy nha. Các bạn hãy để ý khuôn mặt của Sammy nha, đây. Các bạn thấy gì chưa? Sammy đang cười các bạn ơi. Trời ơi trời, mình là bạn trai của Sammy, mình bị té xuống sông mà Sammy cười. Trời ơi trời. Trái tim của tôi, trái tim của tôi đang bị gọi là đau nhói. Buồn quá. Tại sao mình té mà Sammy lại cười ta? Mình hời luôn á. Quay quay xong cái này, cái tự nhiên có mấy ông kêu hỏi à, trời
Em ơi, tính ra là hồi nãy là bạn trai em té xuống sông mà sao em lại cười? Không biết trả lời sao luôn trời. Nè, cười nè, nói không? Thấy mình té mà cười, kỳ cục gì đâu trời. Rồi, té lần thứ hai luôn. Rồi các bạn ơi, các bạn coi nè, các bạn thấy không? Nước á, cái nước nó ướt từ đầu đến chân mình luôn nè, các bạn coi nè. Thấy không? Rồi, thấy không? Ướt lên hết cái đầu của mình luôn rồi nè. Trời ơi trời, mình nói thiệt với các bạn luôn nha. Hồi nãy mình đã nói với bạn rồi, là mình nhúng cái chân của mình xuống dưới cái hồ thôi là chân của mình nó đã nổi hộp y như là ghẻ vậy đó, mà cực kỳ ngứa luôn. Mà bạn hãy thử tưởng tượng mình ngã hết nguyên cái người của mình xuống dưới hồ thì sao? Mình thề với bạn, mình về mình tắm, mình chà người của mình kiểu gọi là hơn 10 lần luôn bạn ơi, mình nói thật. Mình tắm 2-3 lần xà bông luôn mà vẫn gọi là bị ngứa bạn ạ, à, thề, cực kỳ ngứa luôn. Và có một cái điều này, có thể rằng là mấy bạn xem MV mấy bạn sẽ để ý, đó chính là cái hồ này là hồ dành để nuôi vịt. Thì tất nhiên bên dưới sẽ có cứt dịch. Trời ơi là trời. Mình đã phải bị té xuống một cái hồ chứa đầy cứt dịch. Trời ơi là trời, ghê quá. Thời luôn á. Hôm đó mình cũng may là không có giọt nước nào nó chui vô miệng mình. Nó không thôi là mình sẽ uống một thứ nước có chứa thôi bỏ đi, bỏ đi. Sợ quá. Đó. Bây giờ là bố bạn nam đang rất là buồn bởi vì không gọi là tỏ tình được bố bạn nữ. Uầy. Ngầu quá mấy bạn ơi, mình thề cảnh này đúng ngầu luôn á trời. Đúng là có mấy bạn kêu là nhìn cái cảnh này giống như là bốn siêu nhân đang về quê. Ừ cũng đúng ha, siêu nhân xanh nè, siêu nhân vàng, siêu nhân đen và siêu nhân đỏ. Phải nồi. Nhìn cũng giống siêu nhân thiệt. Nguy hiểm quá. Đây các bạn hãy để ý đây, đoạn này ai cũng ngầu hết thấy không? Dịch cũng ngầu, rô cũng ngầu, Chiron cũng ngầu, riêng có mỗi một mình là khuôn mặt vẫn bựa đó. Tại vì sao? Bởi vì mình lúc nào cũng cảm thấy yêu đời, cũng cảm thấy vui các bạn đó, cho nên nhìn mặt mình lúc nào cũng vui hết hiểu không? Rồi. À, có rất là nhiều bạn xem cái video này xong bảo rằng là tại sao Hero Team lại uống rượu trong video, như vậy là dạy hư mấy bạn nhỏ. Nhưng thật ra cái này chỉ là nước lọc thôi nha các bạn nha. Cái này chỉ là nước lọc thôi, mấy bạn nên nhớ nha. Chỉ là nước lọc thôi à, chứ Hero Team một mình không hề uống rượu nha. Trời, không biết uống rượu luôn trời. Mình nói thiệt với bạn nha, từ nhỏ giờ mình chưa gọi là uống một giọt rượu nào luôn á. Bởi vì sao? Bởi vì mình nghe nói rượu rất là đắng, rất là gọi là rất là có hại cho sức khỏe. Cho nên các bạn nhớ là không được uống rượu nha à, không tốt sức khỏe đâu. Mấy bạn để ý cái gì không? Mấy bạn để ý cái gì không? Đây đây thấy không? Nè đây. Mấy bạn để ý nè. Từ. Nè mấy bạn thấy không? Trên tay của Dịch đang cầm một cái chai rượu ghi là rượu giả nè, thấy không? Đó, rượu giả nha, chứ không phải rượu thật nha. Mấy bạn đừng có lo nha. Còn mình không uống rượu. Đó, thấy không? Nước lọc đó. Nói chung là trong cái video là như thế này, có nghĩa là bọn mình cho cái ông đại ca này, ông uống một cái chai rượu là sao ta? Thật ra nó chỉ là nước lọc thôi, nhưng mà trong video sẽ là nói giống như là nó là rượu thật á, còn bọn mình là uống nước lọc phải không? Cho ông xỉn luôn. Cho ông xỉn luôn đó, sau đó bọn mình sẽ gọi là như thế nào ta? Thôi mình coi tiếp đi, mình không biết nói sao. Đồng bọn của Mr. Dịch. Trời, đàn em của Dịch đông quá. Và thế là gọi là bố bạn nam đã gọi là tỏ tình được bố bạn nữ mà không lo bị ông cha gọi là ngăn cản nữa. Kể từ giờ anh có bông hoa
bạn hãy xem cái cảnh này nè. Mấy bạn để ý gì không? Trời ơi, thời chị Camu của tôi trong MV này nhìn đúng cute phô mai que luôn các bạn ơi. Nhìn nè, nhìn cái mặt bả đi, nhìn kiểu tròn tròn, nhìn cute bả thời. Cả đám tự sướng, để xem đây. Cả đám chụp ảnh tự sướng selfie với nhau, các bạn thấy nè, để ý nè nha, không hề có ông cha đứng ở đây. Sau khi mà chụp xong, chụp xong thì ông cha lại đứng ở đằng sau. Các bạn thấy giống ma không? Mình thời, mình coi đoạn này mình thấy sợ vậy, nôi luôn á. Kiểu y hệt như là ma vậy đó, sợ vậy. À, ông đứng kế bên luôn. Người ta đang chụp ảnh selfie, đang chụp ảnh tự sướng mà tự nhiên lại đứng kế bên, nhìn y hệt như là ma vậy đó thời. Không ngồi bựa vậy. Sau đó là cả đám phát hiện ra và sợ quá chạy đi luôn. Thì vừa rồi là mình đã reaction xong cái parody của gọi là Hero Team mấy bạn ơi. Đó, parody Đường Quyền Tình Yêu đó, một cái parody rất là dễ thương luôn. Để mình xem cái cảnh nào mình chưa nói không ta. Ê, đây, mày hãy nhìn đây. Cảnh này có rất là nhiều bạn đã soi được, các bạn hãy xem. Cái đít ông Rô dính cái gì vậy ta? Trời ơi, một là Rô gọi là ngồi trúng cái chỗ nào đó mà nó bẩn bẩn đó. Hai là Rô đang bị tè dặm bạn ơi, trời ơi trời. Có mấy bạn soi kiểu, ơ cái quần anh Rô dính cái gì đang đen vậy, nhìn ghê quá. Rồi. Ok. Rồi ok, thì vừa rồi mình đã gọi là reaction xong cái video parody của Hero Team. Và bạn thấy cái video parody Đường Quyền Tình Yêu này của Hero Team mà mình quay có vui không nào? Có hay không nào? Nếu bạn thấy thích thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Mr. Bịch để xem cái parody này và cùng nhau gọi là cày view cho cái parody này lên được gọi là 10 triệu view, 20 triệu view, 30 triệu view luôn nha các bạn nha. Mấy bạn hãy cố gắng ủng hộ Hero Team bọn mình thật nhiều nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.